chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Ly TV. Thì trong video ngày hôm nay, như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề, thì Gà có một cái chủ đề mà Gà cảm thấy là Gà đã làm rất nhiều video về chủ đề này rồi. Tuy nhiên là cái chủ đề này nó vẫn đang được khá là nhiều bạn quan tâm, nên Gà quyết định là sẽ làm thêm một video nữa về mỹ phẩm nội địa Trung. Thì như các bạn có thể thấy là hiện tại thì Gà đã đánh chân mày rồi nè, và đã có một cái lớp makeup rất là nhợt nhạt trên mặt, không có phấn má. Cái trên này phải là phấn mắt chứ đúng không? Không có phấn mắt nè, cũng không có phấn má, cũng không có son luôn. Bởi vì trong video ngày hôm nay Gà sẽ có phấn má nè, phấn mắt nè, và một bộ son 5 cây to đùng đùng muốn thử với mọi người. Và các bạn có tin nổi giá của những sản phẩm này không? Nói chung là rất là rẻ luôn á. Gà không nhớ giá của cái phấn mắt này với lại là cái phấn má này. Tuy nhiên là Gà sẽ để nó ở đâu đó trên màn hình nha. Tuy nhiên là cái bộ son này nè, Gà nhớ là nó giá tầm đâu 135k thôi. Các bạn tưởng tượng ra không? 135k mà có tận 5 thỏi son, mà nhìn bao bì đồ các kiểu nhìn cũng núp di bên đây nọ đúng không? Thì nói chung là bộ son này là sản phẩm mà Gà cảm thấy hứng thú nhất để thử trong video ngày hôm nay. Tuy nhiên là cái phấn má với lại là cái phấn mắt kia có vẻ nó cũng xinh á. Nói chung là mình sẽ thử hết. Thì nói chung là bây giờ mình làm theo trình tự đi ha. Thì đầu tiên là mình sẽ đánh mắt chứ đúng không? Thì đối với sản phẩm mắt thì hôm nay Gà có một cái Magnificent Double Layer Eyeshadow Cream của Go Hotels. Đây. Tên tên. Nói chung là cái hộp của nó thì các bạn có thể thấy là nhìn cũng rất là gì và này nọ. Nói chung là dạo này Gà thấy đồ mỹ phẩm nội địa Trung á, vừa rẻ mà nó vừa kiểu, nói chung là packaging mọi thứ làm đàng hoàng lắm. Và đây là khi mà Gà moi được cái hộp phấn mắt ra rồi. Thì cái hãng Go Go Tales này nè, Gà thấy nó là cũng là một cái hãng khá là lạ ấy. Kiểu trước giờ Gà vẫn chưa nghe qua cái tên hãng này bao giờ, nên nói chung là Gà cũng đang khá là hoang mang. Tuy nhiên á, lúc mà Gà vừa thấy cái sản phẩm phấn mắt này á, thì Gà phải mua ngay lập tức. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì cái sản phẩm phấn mắt này nè, nó rất là độc. Nó có 2 tầng. Nói chung là rất là tiện đúng không? Nó có 2 tầng. Một tầng là tầng base, tầng nhũ. Nè các bạn có thấy không? Đây là cái tầng base của nó. Cái tầng base này nó có mùi giống như là kem vậy mấy bạn, kiểu cái cảm giác nó rất là creamy, xốp xốp á. Còn ở trên này là nó có thêm một tầng nữa, thì tầng này là tầng nhũ mắt. Và cái nhũ mắt này thì màu kem rất là xinh. Đó, cực kỳ xinh luôn. Nói chung là Gà đang rất hứng thú để bôi cái này lên mắt. Thì nói chung là thường thường á, tâm lý người mua mà đúng không, thì mình thường thích cái kiểu mà kiểu mua một được hai á. Thì cái này đúng là cái dạng nó luôn, kiểu cái hộp này thì giá rất là rẻ luôn, không có nhớ. Tuy nhiên là Gà sẽ để nó ở đâu đâu đó trên màn hình nha. Mà nói chung là nó rẻ lắm lận, nó thật sự rất là rẻ. Và nói chung là Gà cũng rất là tò mò, nên bây giờ là Gà sẽ thử cho các bạn xem luôn nè. Đầu tiên á, thì Gà nghĩ là Gà sẽ đánh cái màu kem này nè lên toàn bộ cái vùng bầu mắt luôn. Sau đó thì Gà sẽ nhấn phần nhũ á, cái phần nhũ này ở phần giữa mắt nha. Thì nói chung là hôm nay makeup của Gà nó cũng nhạt nhẽo á, chưa đánh gì hết. Mới đánh một xíu kiểu nền kem chống nắng đồ này nọ. Cái texture của nó thì Gà vừa mới đi lên tay ấy, thì Gà thấy là nó rất là kiểu mềm ấy, kiểu creamy ấy. Đây Gà sẽ swatch cho các bạn xem. Thấy rõ không? Nói chung là nó creamy mà nó bóng bóng, nhìn hay lắm kìa. Không biết là nó có bị bết ra không ta. Nói chung là thử thì mắt đi rồi tính ha. Nó như jelly á mấy bạn, nó kiểu xốp xốp á. Như jelly, như thạch vậy á. Thử nha. Mà sao nó không lên màu mấy ta. Mắt Gà phải lấy nhiều không? Có phải là bởi vì cái tông màu này nó quá nhạt không các bạn? Mà Gà đánh lên thì Gà chỉ thấy nó là màu kem nút nút, rất là nhẹ luôn. Có thể là Gà sẽ phải lấy thêm một xíu nữa. Gà đang hơi kiểu hoang mang ấy, Gà sẽ lấy một nhiều nhiều luôn để bôi thử. Nói chung là cái này nó rất là creamy, nó rất là dễ tan. Ui, bây giờ thì lại bị lấy nhiều quá, bỏ qua mắt bên đây. Đây, ok, nó lên màu rồi nè. Bạn thấy không, nó là một cái màu hơi kem, nhưng mà nó cũng không phải là lên màu mấy. Cái màu nó cũng không phải là ấn tượng ấy. Và nếu mà mình để lâu thì nó sẽ bị tacky lại một chút, nó bị cứng lại. Nói chung là Gà thấy là nó chỉ lên một cái lớp màu rất là nhạt luôn ấy. Gà đang kiểu rất là confused á, ý là Gà không có biết là nó như thế nào ấy. Nói chung là trước mắt thì Gà không có quá thích cái kiểu texture này ấy. Để bây giờ Gà sẽ thử lên cái phần màu nhũ nha. Gà nghĩ là phần màu nhũ thì nó sẽ ok hơn ấy. Kiểu cái ở dưới này thì Gà nghĩ là nếu mà làm màu má nó sẽ xinh hơn ấy. Là mình đánh lên mắt, tại vì đánh lên mắt thì nhìn nó không có lên màu rõ lắm. Bây giờ thử lấy phần nhũ nha. Đây nó cũng có đây các bạn thấy không? Nó là một cái kiểu màu nút nút vàng vàng, kem kem. Ui dồi ôi, cái phần màu nhũ các bạn có thấy không ta? Trời ơi, cái phần màu nhũ này phải nhắm lại cho các bạn xem, nó lên lồng lộ luôn các bạn.
hay vậy ta? Kiểu Gà cảm thấy là cái lớp ở dưới là kiểu nó là một cái lớp base để cho cái màu nhũn này nó lên mềm hơn á. Thật ra thì nó không có màu, các bạn có hiểu Gà nói không ta? Kiểu nó chỉ là một cái lớp base thôi để cái màu nhũn này đi lên đẹp kinh khủng. Trời ơi, đẹp xuất sắc. Nhắm mắt lại cho các bạn xem. Chung là màu nhũ Gà rất là thích. Gà sẽ swatch ra tay cho các bạn xem nha. Thật là màu nhũ lên rất đẹp luôn. Sao đồ nội địa Trung á, thật sự là mấy cái màu nhũ của đồ nội địa Trung á, Gà không biết nữa. Kiểu tùy người á, với một số người thì nó sẽ bị hơi bế, với một số người thì nó sẽ bị hơi thiếu lồng lộn á. Tuy nhiên đối với Gà thì Gà cảm thấy là màu nhũ của nội địa Trung nó rất đỉnh. Và lúc đánh lên mắt thì nó ra một cái tông cam cháy rất là trendy. Cái tông màu rất ok luôn, thề. Kiểu cái tông này lúc mà nhìn ở trên gương ấy, kiểu siêu đẹp luôn, trời ơi, thích quá. Lâu lắm rồi Gà mới tìm được cái màu nhũ mà Gà thích vậy luôn á. Kiểu đây là một cái màu mà nó kiểu hơi vàng vàng, hơi cam cam, mà nó theo cái tông cam mà kiểu cam cháy rất là trendy á, các bạn có hiểu không? Trời ơi, Gà nghĩ ra rồi, chắc chắn là cái lớp base ở dưới này nè, nó chỉ có tác dụng là làm base cho cái màu nhũ này lên lồng lộn hơn thôi ấy. Chứ lúc mà bôi cái lớp base Gà thấy nó cũng không lên màu bao nhiêu. Tuy nhiên lúc chồng cái lớp nhũ lên thì wow, các bạn vẫn thấy Gà đang rất là nhợt nhạt đúng không? Thì Gà nói rồi mà, kiểu bình thường ấy, phải là cái lúc mà Gà đánh son đồ thì nhìn mặt Gà nó mới có tươi tắn được, tại vì cái môi Gà rất là bợ. Tiếp theo là mình sẽ tới cái sản phẩm là Mochi Pop Milk Soft Blush của Google Tail luôn. Cái sản phẩm này thì để Gà mở ra xem nó là như thế nào. Đây, nhìn nó rất là yêu các bạn. Đúng không? Nhìn yêu kinh khủng luôn. Trời ơi, cái màu ở trong của nó là một cái màu nó kiểu hơi đất đất, hơi nâu nâu ấy, hơi cam cam ấy. Gà nghĩ là sẽ đi rất là tốt với lại cái phần mắt. Nói chung là về màu thì Gà nghĩ là Gà chọn đúng rồi. Cái màu ở đây Gà có là màu G401 nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử ha, coi ở dưới này nó có cho mình cái gì nữa không. Bình thường thì ở dưới này nó sẽ cho mình mút hay gì đó, không cho thì thôi mình dùng tay. Cái texture của nó rất là creamy, các bạn thấy nè, bóng bóng ấy, kiểu mát kem á, xong bóng bóng. Nói chung là texture thì nó cũng quen thuộc, không gì để nói nhiều. Ui cái màu, ui đây là bên không có phấn má nha, là bên có này. Các bạn thấy cái màu yêu không? Cái màu này là cái màu kiểu nó có sẵn gương á, các bạn mình nhìn trực tiếp vô cũng được. Xinh lắm, cái màu này kiểu màu đất đất á, đi với makeup nào cũng hợp luôn, sợ. Trước mắt thì Gà thấy là Gà thích cái sản phẩm phấn má này hơn là cái sản phẩm phấn mắt một chút. Tại vì Gà vẫn không, nói chung là cái base đó thì Gà thấy nó cũng hơi vô dụng ấy. Cái base của phấn má, phấn mắt á, Gà thấy nó vẫn hơi vô dụng. Tuy nhiên là cái phần nhũ thì nó lên rất là ok. Đó, các bạn có thấy thường thường lúc mà Gà đánh má là Gà hơi kiểu đánh qua phần mũi luôn ấy. Phần phấn má rất ok nha. Cái hộp này thì Gà cũng mua với giá rất là rẻ thôi, Gà vẫn không nhớ. Tuy nhiên là Gà sẽ để ở đâu đó xung quanh màn hình ha. Rồi bây giờ tới cái sản phẩm mà Gà cảm thấy là tò mò nhất trong video ngày hôm nay, thì đây chính là bộ son Kiss Beauty 5 cây, chỉ có giá 135.000. Ở đằng sau thì nó có in rất là nhiều thông tin về son nè, về thành phần nè, có cả hạn sử dụng nữa các bạn. Cái này á thì nó mới được sản xuất vào ngày 28 tháng 9 năm 2019 và nó sẽ hết hạn vào 28 tháng 9 2022. Rất là kỹ đúng không? Nhìn cái packaging nhìn cũng ok nữa. Đây đằng sau, Gà đọc qua một tí cái phần thông tin ở đằng sau á, thì nó sẽ ghi là nó sẽ lên màu rất là đẹp nè, rất là dễ để apply. Và ngoài ra thì nó sẽ dưỡng ẩm cho môi nữa nên không có sợ bị khô. Thì Gà thấy ở thành phần nó có mineral oil á, sáp ong rồi các kiểu, thì nghe thành phần cũng có vẻ rất là gì và này nọ. Đây là bộ son của nó. Và có vẻ là nếu mà đánh số thì nó sẽ đánh số từ đây qua này, 1, 2, 3, 4, 5. Mấy cái son này nó cũng không bán lẻ nên nếu mà các bạn mua thì các bạn sẽ có 5 cây luôn. Thì cũng có 135.000 á, mà thì mua luôn 5 cây. Cái màu đó hình như là cái mã màu thì nó sẽ in ở đằng sau cái bông son á, chứ cái màu của cái nơ này nó không có liên quan lắm nha các bạn. Đây là màu số 1. Nhìn sơ qua thì nó có vẻ là một màu đỏ hơi pha một xíu ánh cam đúng không? Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình thử lên môi luôn đi. Đúng rồi, màu đỏ có pha một xíu ánh cam, đúng như Gà dự đoán. Cái son này nó có mùi gì các bạn biết không? Mùi trà sữa. Nó có một cái mùi nào đó, cũng cái vị trà sữa nào đó thơm, nói chung là cũng ngon ngon, không có vị mùi hết không?
Gà vừa mới điều chỉnh ánh sáng một xíu để các bạn có thể nhìn thấy màu son rõ hơn á. Chứ lúc nãy thì gà thấy có vẻ là nó hơi bị kiểu bị chọi đúng không? Tuy nhiên là cái ánh sáng này thì các bạn có thể thấy là màu mắt rất là xanh, màu má cũng rất là xanh ấy. Gà cực kỳ ưng màu má luôn. Cái màu son này lúc mà lên mà phối chung với lại là cái makeup mắt và má thì cũng rất là hợp nữa. Đúng như gà dự đoán thì cái màu số 1 này á là một cái màu nó thiên hướng kiểu hơi đỏ cam ấy. Chung là nhìn nó cũng rất là ok, được đúng không? Tuy nhiên là cái chất son á thì nó hơi bị lem đem một chút xíu. À gà biết rồi, cái mùi này nó có mùi giống mùi trà sữa đào các bạn. Thật sự rất giống luôn, hay nhìn nãy giờ cảm thấy rất là quen. Trà sữa đào nhà hát thành phố á, mùi y chang. Đây, màu gần gần. Màu số 1 này xinh đúng không? Cái chất thì nó kiểu hơi bị mềm quá, xong nó hơi bị nhây ra thôi. Còn ngoài ra thì cũng rất là xinh, rất là ok. Rất gì về này nọ. Ok, bây giờ mình sẽ tẩy trang đánh qua màu số 2 nha. Này các bạn thấy không? Lúc mà lên cái miếng này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ màu hơn. Màu số 2. Cái màu số 2 này là một cái màu nó hơi thiên hướng đỏ đất á mấy bạn. Nói chung là lúc mà Gà vừa mới cầm lên thì Gà nghĩ là như vậy. Đánh lên thử thêm nha. Chất son rất là mềm. Màu số 2 này mới đầu Gà nghĩ nó là màu đỏ đất. Tuy nhiên khi Gà đánh lên nó thì nó lại có thiên hướng là màu cam cháy á mọi người. Nói chung là đây là một cái màu mà Gà cảm thấy là sẽ phù hợp hơn với Gà trong cái makeup look hàng ngày của Gà á. Tại vì cái màu này nó không bị đỏ quá, bị cam quá như cái màu lúc nãy, mà nó lại trầm hơn á. Nó có nhiều tông đất hơn và đánh lên thì cũng rất là sáng da, rất là trendy. Và đồng thời là cái màu cam cháy nè, nó cũng là một trong những cái sắc cam cháy mà hiếm hoi mà Gà cảm thấy là sẽ không làm mình bị xỉn men răng á. Để coi thử nha. Đó thì đánh lên nè, men răng nhìn rất là trắng. Mặc dù men răng của Gà nhìn nó cũng không trắng lắm ấy, nó là vừa vừa cho mình. Màu này đẹp quá chứ. Tới hiện tại thì Gà thích cái màu số 2 này nhiều hơn là màu số 1. Cho tới bây giờ thì Gà cảm thấy là cái chất son của cái bộ son này nó vẫn rất là đồng đều các bạn. Có nghĩa là nó không có sự khác biệt mấy. Nó vẫn rất là mềm. Lên môi thì pigment ok, trông nó rất là được đó nha. Đó thì với cái ánh sáng sau này thì các bạn có thể thấy là màu má nè, rồi màu mắt nó lên rõ hơn đúng không? Để nhắm mắt lại cho bạn xem nha. Xinh hơn. Còn đây là cái cây son thứ ba này các bạn. Đây Gà sẽ cho các bạn xem. Nãy giờ lúc mà Gà vặn lên ấy thì Gà kiểu không thể nào nhận biết được cái sự khác biệt giữa cái màu luôn ấy. Có nghĩa là các bạn phải đánh lên môi thì các bạn mới thấy nó khác nhau. Còn vặn lên thì Gà thấy nãy giờ Gà thấy cây này lại có xu hướng đỏ đất rồi mà không biết là đánh lên nó có đỏ đất hay không. Màu số 3 này nè, nói chung là về chất son nó cũng y chang hai cái kia thôi, đánh lên rất là mềm môi. Đây là một cái chất son mềm các bạn không, có nghĩa là nó sẽ dây. Nếu mà các bạn uống nước hay là thành cốc hay là ly gì thì chắc chắn nó dây rồi, không cần bàn cãi. Nè, nó cũng đã dây ra cái thành son rồi nè, các bạn thấy không ta? Ờ, thấy không? Tuy nhiên á, là cái chất son này sẽ rất thích hợp với những bạn môi khô và đặc biệt là sống vùng lạnh như vậy nữa. Cái màu số 3 này thì lúc đánh lên thì nó là cái màu đỏ thuần hơn là hai màu lúc nãy. Nói chung là nãy giờ cái sắc á, son á nó cứ bị giống giống nhau ấy. Tuy nhiên là cái màu số 3 này Gà cảm thấy là nó cơ bản hơn và nó ít cái tính trendy hơn. Nãy giờ Gà vẫn thích cái màu số 2 nhất nha. Nhưng mà đây cũng là một cái màu rất là dễ đánh. Các bạn thấy không, lúc mà lên thì nó sẽ làm cho cả da nè, cả răng này, đặc biệt là cái màu này hoàn toàn không kén răng luôn. Tại vì cái sắc đỏ của nó nhiều, nó không quá nhiều sắc cam. Nên đó, đây là một cái sắc đỏ, nó hơi trầm. Tuy nhiên là nó không có phải là trầm, cực kỳ trầm ấy. Nhưng mà màu số 3 này Gà cũng thấy ok đấy chứ. Giờ tới cây thuốc số 4 thì các bạn, Gà thề với các bạn luôn á. Từ nãy tới giờ kiểu màu nào Gà thấy nó cũng trendy á, màu nào Gà thấy nó cũng thích ấy. Nói chung là đây là một bộ son Gà thấy là màu dễ xài. Tuy nhiên á là sự khác biệt giữa cái màu Gà không thể nào mà nói rõ lắm. Rồi bây giờ tới cây số 4 nè. Số 4 thì nói chung là lúc mà vặn lên thì Gà cảm thấy nó sẽ là một màu đỏ thuần, không gì hết. Nó chỉ là một màu đỏ thuần thôi. Cây này thì dễ phân biệt nè. Tại vì á, biết sao không, mấy cái màu đỏ thuần như vậy là mấy cái màu kiểu cơ bản nhất á, hầu như bộ son này cũng sẽ có. Đánh nó lại màu cam ấy bạn ơi, bạn thấy không? Vui quá à. Màu số 4 này nó là cái màu cam, cam mà kiểu cam san hô luôn á. Cái viền son vậy này nó làm cho mình viền môi rất là dễ nha. Cái vết cắt á làm cho mình viền môi rất là dễ. Đây,
màu số 4 này thì căn bản nó là một cái màu cam. Các bạn có thể thấy đúng không? Màu cam nhìn nó rất là trẻ trung và sẽ rất là thích hợp cho bạn nào mà sử dụng ban ngày á, đi học á, thì thấy cái son cái màu này đánh lòng ok. Từ nãy tới giờ thì đây chắc là cái màu trẻ nhất và đầm thắm nhất. Và Gà cũng không hiểu nữa, lúc mà Gà vặn lên thì rõ ràng các bạn có thấy không, đáng lý nó phải là màu đỏ nhưng mà lúc đánh lên thì nó là màu cam. Và thật sự là Gà không có ghét cái sắc cam này đó, nên Gà cảm thấy khá là happy. Bởi vì chuyện nó là màu cam, tại thường thường thì Gà cũng không thích đánh cái màu đỏ thuần lắm. Nên ok, đây là một cây son màu cam, cây son số 4 là màu cam, mặc dù lúc vặn lên thì Gà nghĩ nó là màu đỏ. Khá là funny đúng không? Chắc cũng không funny lắm. Chung là lúc đánh lên này các bạn có thể thấy là nó làm cho vân môi của mình á, nó chìm hẳn xuống hơn. Tại Gà đã nói cái chất son này rất là mềm, và nó không có làm, nó không có kén da và nó cũng không kén men răng luôn. Từ nãy giờ cây số 1 tới cây số 5, số 4 chứ, chưa một cây nào kén men răng cả, nên ok, rất là cool. Mà nguyên một bộ chỉ có 135.000 thôi các bạn. Sao Trung Quốc nó đỉnh vậy ta? Nó làm sao đỉnh lắm luôn á, kiểu chất như son hàng vậy đó, mà nó rẻ kinh khủng. Mặc dù cái packaging thì nó hơi nhựa nhựa, nên các bạn có thể nghe tiếng không? Nhựa nhựa lách cách, nghe nó lất cất, nhưng mà nó nói gì vậy ta? Nói chung là kiểu cái packaging thì nhìn có vẻ không xịn, tuy nhiên là tất cả mọi thứ khác thì đều rất là xịn. Và các bạn thấy không, cái mã màu ở dưới này các bạn thực sự rất khó phân biệt sự khác nhau của tụi nó luôn. Chúng là nhìn nó cũng ná ná mấy bạn. Nói chung bây giờ mình cứ đánh cây màu số 5 này lên. Nếu mà cây số 5 này nhìn theo cái mã màu á thì có vẻ nó là một màu đất. Đây, vặn lên nó cũng đất luôn, mà không biết đánh là nó ra màu gì thôi. Ok, đánh. Gà phát hiện nó cái cây gà son này thì mình phải đánh thì mới biết nó là màu gì. À, nó là màu, nó giống cây số 4 vậy ta. Bạn thấy nó có giống cây số 4 không? Cái cây số 5 này thì cái màu sắc cam của nó còn nhiều hơn cái cây số 4 nữa, các bạn thấy không nè. Sắc cam có vẻ là nhiều hơn và trầm hơn, thì có thể là cây này sẽ thích hợp với những bạn mà đánh kiểu tây tây ấy. Tới gần cho các bạn xem nha. Ok đó. Thì từ nãy đến giờ sau khi mà thử xong cả năm màu son thì cảm thấy là cái màu số 2 vẫn là cái màu mà Gà thích nhất. Còn lại thì rất là ok, rất là ngon luôn ấy. Mùi thơm lắm, mùi kiểu mùi trà sữa đào á, mà Gà thì cũng thích uống trà sữa đào. Nói chung là thấy rất là thơm. Ok, có thể là điều kiện ánh sáng tốt như vậy thì Gà sẽ đánh lại cho các bạn xem cái màu má. Mặc dù màu má nó vẫn còn nhiều, tuy nhiên là test lại cho các bạn xem rõ màu. Với Gà cũng thích đánh nó đậm nữa. Đó, các bạn có thấy không? Màu má nó đẹp lắm, trời ơi. Cái màu má này là đi với makeup nào cũng được luôn á, đúng kiểu Gà thích đúng các bạn. Có thể là test lại cái phần nhũ mắt luôn ha. Nói chung là cái ánh sáng lúc nãy Gà set ban đầu thì nó không có đẹp lắm. Xong rồi comeback và nè, ở trên này nó cũng có gương nhỏ nhỏ, mình nhìn thẳng vô cũng được. Thôi, đó. Đẹp, kinh khủng, trời cái nhũ này thích quá. Cái nhũ này có thể lên đẹp mà không cần cái base luôn á mấy bạn. Trời ơi. Đó, one step. Ok, cho lại một phần review tổng quát của Gà về ba sản phẩm ngày hôm nay đi ha. Đầu tiên là về cái phấn mắt này thì Gà cảm thấy là nó sao ta, cái phần base ở dưới á thì nó không có tác dụng mấy, tuy nhiên là cái phần nhũ thì như các bạn có thể thấy lên là lên rất là đẹp. Ok, nói chung là review ngắn gọn thôi. Có đáng tiền để mua hay không thì Gà thấy là so với giá thành của nó thì đáng tiền để mua, tại vì cái phần nhũ thật sự rất đẹp luôn mấy bạn. Đẹp lắm luôn á, thật sự. Còn cái phấn má thì đương nhiên là Gà sẽ khuyên các bạn mua rồi, tại vì nó cool ấy, nó đánh lên màu các bạn thấy không, rất là đẹp ấy. Rất là hợp với kiểu makeup của Gà, makeup mà kiểu hơi thu một tí ấy, thì phấn má cũng nên mua. Và cái bộ son này thì chắc chắn là nên mua đúng không? Thì cái cây số 2 như các bạn có thể thấy là nó đã missing, tại vì Gà vừa mới tặng bạn Gà rồi thì Gà nói chung là nó quen missing, tuy nhiên là cái bộ son này thì cũng nên mua, tại vì chung là Gà thấy nó có gì để chê đâu, kiểu màu thì nó đẹp ấy, cả năm màu nó đều kiểu rất là trendy, rất là dễ đánh. Và ngoài ra thì giá của nó quá rẻ đi, chất son thì lên mềm ơi là mềm, dễ viền môi nữa, tuy nhiên là cái chất son này nó chỉ dễ bị dây thôi, nhưng mà nói chung là mềm thì nó phải dây đúng không? Ví dụ như là các bạn không muốn mua cái dòng Retro Matte mà các bạn muốn mua cái dòng semi matte thì nó các bạn cũng hy vọng là có trong nó độ ẩm ở trong nó rồi, hoặc là các bạn muốn thích những cái dòng son như amplify rồi đó thì nó bắt chắc chắn là nó phải có độ ẩm trong nó rồi. Thì cái bộ son này sẽ rất là thích hợp cho những bạn học sinh sinh viên, mua hơi khô xíu, nhưng mà tuy nhiên là các bạn nhớ nha, đánh mắt đánh má rồi mình đánh son vậy á thì mình phải tẩy trang á các bạn, nếu mà không tẩy trang thì chắc chắn mua sẽ thâm luôn. Có rất là nhiều người đã inbox cho Gà trong cái video mà Gà có review cái son Kiss Your Skin á, Gà nói là nó có khả năng thử chỉ khử chì lúc dùng á, thì
mấy bạn có nhắn tin hỏi Kha là nếu mà nó không làm cho môi các bạn bớt thâm thì sao á, nhưng mà thật sự là nếu mà mình dùng son thì mình đâu có dùng son màu á, thì thật sự là dùng nó có gây khử trì hay sao thì mình vẫn phải tẩy trang chứ, tại vì nó đã là son màu, nó là đồ make up rồi mà, thì lên môi mình vẫn phải tẩy trang thôi. Chỉ có điều là cái son đó thì lúc mà mình dùng ở trên môi mình á thì nó sẽ ít làm cho môi mình bị kiểu thâm hay là đen hay là bị tổn thương, bị tổn hại đi thôi ấy. Tuy nhiên là nếu mà đã dùng son, nếu là đã make up á thì các bạn nhất định phải tẩy trang thì môi các bạn mới được bảo vệ, đúng không? Ok. Chung là hoàn thành make up ngày hôm nay và cảm thấy cũng khá là cưng. Kê sẽ dịu dịu một xíu với mọi người ha.